Bữa nay hết chạy xe ôm rồi, hồi xưa chạy xe ôm rồi hết chạy rồi, giờ lên đời rồi. Đổi đời hả? Đổi đời rồi. Chơi chạy xe ôm mà. Mấy chị ở phía này mà. Đây, thấy chưa? Đây này, đây này. Xe ôm ở đâu vậy? Trước chạy Grab mà, chị không nhớ em à? Không. Grab rồi nào? Grab đó. Đúng rồi, đi chụp hình quay phim gì cho ai biết. Grab chạy xe ôm. Đó là chị. Đó, bao ngon, bao ngọt luôn nha. Đây. Ký 60.000. 26 em ơi. Chính tình đâu thì 80. 26 cũng tiền do cái này tiền ăn. Đó này này. Để cho lại hay ghê trơn. Cứ quay đi. Để đứng cho chờ mà ngồi đó là biểu. Sao cứ thoải mái. Xe nó cực kém mà. Cái đó không có vấn đề thì tiếp tục ra. Đây đây đây, tôi. Cắt bơ cho anh này này. Để tăng em bỏ lên. Ba ký, có ba ký lấy anh 60 được. Anh lấy 2 ký à?